Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm mới là cái con chuột nha bạn. Chuột có dây, cái này là mình chỉ bán đồ cũ thôi các bạn, có nhiều nhìn hộp như là mới nhưng mà thực ra là mình bán đồ cũ, giá đồ cũ nha các bạn, giá đồ cũ thôi. Này là đồ mình thanh lý của cửa hàng các bạn, cửa hàng người ta không có bán, người ta thanh lý tất cả loại chuột luôn nha. Giới thiệu với bạn chuột này, chuột này nhìn đẹp không, chuột này chuột chơi game thôi, game của Lenovo nha. Đấy, cho bạn coi cái thời gian bảo hành của nó nha, thời gian bảo hành nè. Nó là tháng tháng 1 năm 2019 nha bạn, hết bảo hành. Tháng 1 năm 2019 mới hết bảo hành. Các bạn nhìn rõ không? Này nó lấy nét hơi chậm. Đó, tháng 1 năm 2019 nha. Đây, chuột này rất là đẹp nha, nó còn bảo hành luôn nha, còn bảo hành như mình bán đồ cũ nha bạn. Con này là mình bán giá là 40.000 nha các bạn, 40.000 con chuột này nha, 40.000 con chuột này nha bạn. Đó, nó đây, đó, 40.000 nha. Có tiếp là con chuột không dây các bạn, chuột không dây này, con dây W50 nè. Con chuột này nó xịn hơn cái con mà hôm qua mình giới thiệu nha mấy bạn, con chuột hiệu chế táo nha bạn. Con này xịn hơn nha các bạn. Đó, chuột không dây nè. Con này mình bán với giá là 30 nha các bạn. 30 con chuột này. Đó. Cho bạn coi cái thời gian bảo hành của nó nha. Đây. Rất là đẹp nha. Đẹp tuyệt vời luôn nha bạn. Đây. Thời gian bảo hành của nó này. Tháng 7, bảo hành đến tháng 7 năm 2018. 17 á. À, con này hết bảo hành rồi các bạn. Con này là hết bảo hành rồi nha bạn. Bảo hành này rất là đẹp nha bạn. Chuột này đẹp 30.000 thôi. Con này giá thị trường thì nó bán cũng 80-90 các bạn. Mình bán giá đồ cũ nha bạn, đồ cũ. À, thanh lý bán giá đồ cũ nha bạn. À, con off này. On có nút on off luôn nha bạn, này on off luôn, tắt mở. Con chuột Apple ngày hôm qua chế táo nó không có cái nút này nha bạn, này chuột này xịn hơn này, có cái nút mở này, on off vậy nha. Con này giá 30.000 nha bạn. VSB này, tem của VSB luôn này bạn. VSB. Chuột không dây W50 giá là 30.000 rồi đó.
Rồi tới con này. Con này là R8 nha các bạn. R8. Đây, 6D nha các bạn. Cái ngoài của nó trước đó mình, xong mình bóc vô trong mình coi nha mày. Đó, Trung Quốc không? Trung Quốc không? Giờ mình khui hộp nha mày. Khui hộp. Đây. Đây. Em nói đây. Đó. Như mới luôn nha mày. Như là mới luôn. Đây. Mình bán giá cũ nha mày, cũ giá đồ cũ nha mày. À, chuột này là chuột chơi game nha mày, rất là đẹp luôn, rất là đẹp nha mày. À, màu đen, con này thì đẹp hơn con đỏ này, con này xịn hơn con đỏ này nha mày, xịn hơn nha. Con đỏ thì nhìn nó có vẻ nó đẹp nhưng mà cái con này xịn hơn. Con này xịn hơn con màu đỏ này. R8 này. À, cầm vô là biết xịn rồi. Đây. Con này cũng có tem nha các bạn. Hàng chính hãng hoàn. Hàng chính hãng. Lấy nét hơi chậm, quay bằng cái iPhone 5, iPhone 5S, cái độ lấy nét của nó hơi chậm. Đây là tem bảo hành của em đó nè. Tháng 12 năm 2019, bảo hành đến tháng 12 năm 2019 nha bạn. Rồi đó. À, bạn nào có nhu cầu thì đến trực tiếp mình mua cũng được, hoặc là mình ship tận nơi cho mấy bạn. Ship tận nơi thì mấy bạn chịu tiền ship nha. Này mình bán giá rất là rẻ luôn các bạn. Mấy bạn chịu tiền ship nha. Mình bán tận nơi là mình ở Bầu Bàng nha bạn. Bầu Bàng Bình Dương. Bầu Bàng Bình Dương, cửa hàng mình chẳng phải cửa hàng gì hết, mình chỉ là chỗ mình thu mua, mình thanh lý mấy cái đồ cũ về thôi mà. Đi thanh lý mấy cái đồ cũ về mình bán thôi. Mình ở Bầu Bàng nha các bạn. Gần gần bia chiến thắng Bầu Bàng nha các bạn. Bia chiến thắng Bầu Bàng. Đây. Ba con này giới thiệu với mấy bạn, có ba con này, chuột không dây nè, con này 30 nha, con này là giá là 45.000 nha bạn, con này giá 45.000, con này 45.000, con này 30 nha bạn. 30.000. Con này là giá 30 ngày nãy mình nói rồi đó các bạn. Đó, mình để giá cho các bạn chuẩn bị thôi, giá rẻ nha các bạn. Giá rẻ.
thì bạn nào cần con chuột nào thì mấy bạn gọi điện cho mình hoặc là comment phía dưới mình ship cho mấy bạn, hoặc là mấy bạn tới tận nơi để có rất nhiều sản phẩm do mấy bạn lựa chọn ha. Rồi ai có nhu cầu thì gọi cho mình ha. Đây, cảm ơn các bạn.